mình tên là Hoài Vinh, mẹ của bé Lê Thảo Ngọc, đến từ Super Brand thành phố Quảng Ngãi. Bé học Super Brand Quảng Ngãi là năm nay là tròn 3 năm ạ. Từ lớp 3 bé mới bắt đầu học. Mục đích của mình lúc trước là học Super Brand, thứ nhất là để cho bé là luyện một cái là trí nhớ là thứ nhất, cái thứ hai là luyện cho bé cái tính kiên nhẫn. Ở nhà bé rất ít là kiên nhẫn, cho nên là mình muốn tìm một cái trung tâm mà để tạo một cái tính sáng tạo kiên nhẫn cho bé, để cho bé tập dần và bé có thay đổi dần và bé ý thức hơn. Rồi cái nữa là tập cho bé nhanh nhạy hơn, lanh hơn, suy nghĩ nhanh hơn. Từng năm học, năm nay là năm thứ 3 và có lẽ là ở cái cấp bậc mà bé bắt đầu lên cấp 2 rồi, thì mình thấy bé thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là bé nhanh nhạy hơn, ý thức hơn. Và mọi cái suy nghĩ bé làm là bé cũng bắt đầu là chín chắn, chứ không phải là như hồi lúc còn nhỏ. Bé lớn lần là bé có thay đổi cái tính của mình đi lần. Và bé rất là suy nghĩ cẩn thận khi mà làm bài hoặc là khi mà hành động một cái việc, thậm chí là việc chơi cũng vậy. Bé có suy nghĩ nhiều hơn trước khi để làm. Và bé, mình thấy cái đặc biệt rất là nhanh nhạy đó là bé bật cái suy nghĩ rất là nhanh. Lần này là lần thứ 2 bé tham gia. Năm ngoái là lần đầu tiên bé tham gia, nhưng mà lần đấy thì thật sự mà cũng đưa bé đi, thứ nhất là để cho bé được giao lưu, được trải nghiệm với các bạn và được biết được cái mô hình của nó thì như thế nào, để về các bạn cố gắng hơn. Năm đó thì bạn cũng chưa có ý thức gì, nhưng mà năm vừa rồi thì là bạn cũng về nhà cũng có nhiều cái tâm sự lắm. Bạn nói là bạn muốn thật sự là muốn thi để mà muốn đạt giải, mà nếu không đạt giải thì mẹ cũng đừng có buồn ngang, nhưng mà con muốn là con được đi Thái Lan. Để con được giải, con được đi Thái Lan thì bạn rất là cố gắng, thậm chí là lên máy bay là bạn cũng để giết thời gian thì bạn cũng mở bài ra, bạn ngồi bạn làm một mình đó. Thì mình cũng nói là không có nhất thiết là con cứ phải căng thẳng quá lên đâu, con cứ thoải mái rồi con cứ từ từ bình tĩnh và con suy nghĩ cho nó thật chín thì con làm tốt thôi. Thì bạn cũng mong muốn là mình được giải, nhưng mà đối với mẹ thì bạn có được giải hay không thì dù sao thì cái tự tin và cái chiến thắng của bản thân mình đó là quan trọng nhất. Này là lần thứ hai mình được đến, thì lần thứ hai đến mình thấy cảm giác thì nó hoành tráng hơn, nó đông hơn, và mình có cái cảm xúc vỡ òa cùng với con là vừa đến là gặp được các bạn, vừa gặp được nhiều tỉnh thành, xong lúc nãy là vừa được mở cửa chào đón đoàn đầu tiên đến với Super và ra trong cuộc thi này, thì mình rất là vui. Mẹ và cùng con cùng các cô giáo đi vào, được mời vào trong hội trường này, rất là xúc động, và cũng mong các con là thật sự là cứ cố gắng hết mình, tự tin hết mình thôi. Mẹ thì ở nhà cũng đi làm và còn em nhỏ nữa, thành ra là ở nhà mẹ chỉ có nhắc nhở bé đến giờ nào học, giờ nào chơi. Thật mẹ không ép con học quá nhiều, vừa chơi vừa học. Và bé cũng có những cái ý thức và tự thay đổi rồi, bé cũng tự giác để học. Từ trung tâm về, có bài về nhà là bé tự học. Và mẹ không, thật sự là những cái chương trình là đối với mẹ không rành lắm, vì mẹ đã qua những cái giai đoạn này và cũng chưa được tiếp xúc, mẹ cũng có hiểu thôi, nhưng không thể mà chỉ bảo bé tận tình, chỉ là nhắc nhở và cùng với bé là ngồi để cho bé học. Và mẹ cũng hiểu thêm một tí xíu về toán tư duy và toán lý lẽ rất là hay. Dạ, cảm ơn cô, cũng chúc cho hội thi hôm nay là thành công rực rỡ và cả đoàn Việt Nam được đi sang Thái Lan.